Rồi, em xin chào tất cả mấy anh chị. Chào mừng mấy anh chị đã quay trở lại với kênh Rau Sạch Nhà Trồng nha mấy anh chị ha. Thì hôm nay em sẽ hướng dẫn cho mấy anh chị cái cách mà mình ủ phân bò cho nó hoai mục để mình trồng rau, trồng bí bầu, bầu bí nha mấy anh chị. Dạ, đây mấy anh chị, đây là cái phân bò mà hôm nay em hướng dẫn cho mấy anh chị ủ nè. Cái phân bò này là phân bò khô mấy anh chị. Mình mua ở ngoài cái các cái cửa hàng vật tư nông nghiệp mấy anh chị. Mình mua cái phân bò này thì nó rẻ. Bao này em mua 32.000 mấy anh chị ơi. Còn mình mà mua cái phân bò người ta xử lý rồi á thì nó rất là mắc tiền. Nó tốt nhưng mà nó rất là mắc tiền mấy anh chị. Mà em nhớ hình như một bao mà 20 mấy ngàn mà có 1 ký à, thì cái bao đó mình bón rất là hao. Thì nếu mà mình mà trồng thường xuyên, trồng nhiều á thì mình mua cái đó nó không có kinh tế nha mấy anh chị. Thì mình sẽ mua cái phân người ta chưa có xử lý này, phân đây là phân khô này mấy anh chị. Xong rồi mình về mình ủ cho nó hoai mục đi, mình bổ sung thêm các cái lợi khuẩn cho nó, là nó cũng gần giống như là cái phân mà người ta đã xử lý sẵn nha mấy anh chị. Để mà mình có nhiều phân để mình trồng cây nha mấy anh chị, chứ mua phân kia tốn kém lắm. Thì bây giờ em sẽ hướng dẫn cho mấy anh chị cái cách mà để mình ủ cái phân này, mình xử lý cái phân này cho nó hoai mục để mình trồng rau, trồng bầu bí luôn nha mấy anh chị. Rồi bây giờ em tiến hành làm này. Thì bây giờ em đổ ra cái thùng đây cho nó rộng, cho nó dễ làm nha mấy anh chị. Thì cái phân này á, mình để như thế này á, mình tiến hành mình ủ cũng được mấy anh chị ơi. Nhưng mà mình để như thế này á thì nó lẫn lộn trong phân, tại vì nó có những cục lớn và những cái nó cũng vụn này mấy anh chị. Thì mình để như vậy thì mình ủ á, thì cái thời gian mà mình ủ nó sẽ rất là lâu mấy anh chị ơi. Nếu mà mình để nguyên như vậy á, mình ủ thì mình phải chờ những cái cục lớn này nó phân hủy luôn á thì mình mới sử dụng cái phân được. Còn bây giờ em sẽ chia sẻ cho mấy anh chị cái cách đó, là mình sẽ lọc ra, mình lấy mấy cái cục lớn này mình ủ riêng. Còn những cái mà nhỏ vụn vụn thì mình sẽ ủ riêng nha mấy anh chị. Tại vì những cái nhỏ nhỏ này nó nhanh phân hủy hơn, thì mình sẽ có mình sử dụng trước mấy anh chị ha. Dạ thì đây mấy anh chị, bây giờ em sẽ sử dụng cái vị nướng mà em bỏ rồi anh chị, xét hết rồi, để em lọc cái phân này nha. Cái loại nào mà nó nhỏ nó sẽ rớt xuống cái thùng này, còn cái lớn mình sẽ tách riêng, mình cho nó vào cái thùng khác nha anh chị. Đó mấy anh chị thấy không, cái loại này là cái loại vụn này mấy anh chị. Mình sẽ tách riêng nó ra một cái thùng này như thế này ha, một lát mình sẽ ủ riêng nó. Còn cái loại lớn bự bự bên này á thì mình sẽ cho nó vô cái thùng đây, rồi một lát mình sẽ ủ riêng. Tại vì cái thời gian phân hủy của những cục bự này lâu lắm anh chị. Dạ đây mấy anh chị ơi, đây là cái thùng phân em ủ trước đó nè. Thùng này em ủ hồi lúc em ủ đầy thùng á, mà bữa nay em xài gần hết rồi. Lúc đó em không có chia ra mà như mấy anh chị đang xem lúc nãy đâu. Em để nguyên cả cục bự cục nhỏ rồi em ủ chung hết. Thì lúc mà mấy cái nhỏ đó em thấy nó đã hoai mục, nó đã xài được rồi á, thì mấy cái cục lớn nó vẫn còn rất là cứng mấy anh chị. Mình đâu có xài được đâu. Thì mình phải chờ mấy cái cục lớn, chứ giờ nó lẫn lộn hết như vậy mà bây giờ mình lấy ra mà mình làm cho nát mấy cái cục lớn ra thì lâu lắm. Với lại mình làm nát ra thì ở trong nó vẫn chưa có phân hủy hết. Cho nên là lần này thì em đã rút kinh nghiệm rồi. Cho nên em sẽ sàng nó ra như lúc nãy á, để cho mấy anh chị xem. Mấy anh chị ủ cái loại vụn riêng, cái loại cục bự riêng ha.
Cái này thì em trồng gần hết rồi cho nên là hôm nay em ủ thêm, em quay lại cho mấy anh chị xem luôn. Rồi vậy thì em đã phân loại cái phân của mình ra hai loại nha mấy anh chị, một loại vụn với một loại phân cục cục lớn lớn ha. Thì bây giờ em sẽ tiến hành đi xử lý cái phân đó. Ở đây em xử lý, em sẽ sử dụng đây là cái loại nấm đây mấy anh chị, đây là nấm Chico Đực Ma. Cái nấm này rất là phổ biến mấy anh chị ha. Cái nấm này thì em nghĩ là ai trồng rau sạch thì chắc cũng biết. Cái nấm này nó giúp mình ủ các cái rác nhà bếp nè, các cái phân bò đồ nó rất là tốt, nó giúp nhanh phân hủy nha mấy anh chị. Nó đây, đây công dụng của nó đây mấy anh chị ơi. Nó giúp để ủ các cái vỏ cà phê nè, rơm rạ vân vân. Rồi ủ các cái phân chuồng để giúp cho nó nhanh hay mục, và nó cũng cung cấp rất là nhiều cái vi sinh vật có lợi cho đất ha, giúp cho cây của mình phát triển tốt. Còn đây là cái loại thứ hai em dùng mấy anh chị, cái chế phẩm sinh học em nè mấy anh chị ơi. Em mua ni nha mấy anh chị, em đọc tiếng Anh nó cũng không có hay lắm, mấy anh chị thông cảm nha. Cái loại này thì cái công dụng của nó cũng gần giống như là cái nấm Chico Đực Ma kia, cũng giúp cho cái phân giải rác của mình nó nhanh phân hủy, rồi phân giải phân bò này, các loại phân bắc vân vân vân. Thì hai cái loại này á thì em sẽ sử dụng để em ủ cho cái phân của mình này nó nhanh hoại mục mấy anh chị ha. Thì nó có hai cách để mình làm. Cách thứ nhất á, thì mấy anh chị sẽ rải từng lớp mỏng lên trên cái phân của mình, xong rồi mấy anh chị tưới nước thì cũng được, nhưng mà em cũng đã làm cách đó rồi. Thì lúc đó là cái phân của mình, cái thứ nhất là nó thấm nước không có kỹ, không có đều. Cái thứ hai là cái chế phẩm của mình đây này, nó cũng không có ngấm hết vào trong cái phân á, cho nên là nó làm cho cái phân của mình nó lâu phân hủy lắm anh chị. Và nó làm cho có chỗ thì phân hủy rồi, có chỗ thì chưa, cho nên là mình chờ cái phân để mình xài rất lâu. Cho nên là hôm nay em sẽ chia sẻ cho anh chị, có nghĩa là cái này mình sẽ hòa vào trong nước luôn, sau rồi mình tưới thẳng vào cái thùng phân của mình. Thì lúc đó cái mình để cho khoảng tầm 10 đến 15 phút á, thì cái phân của mình nó sẽ ngấm nước hết. Rồi mình sẽ chiết nước ra, mình đem đi ủ. Thì lúc đó nó sẽ nhanh phân hủy hơn, và nó phân hủy phân của mình đều hơn nha anh chị. Thì cái như cái chế phẩm này anh chị ơi, như cái chế phẩm này á, thì một bịch của nó bấy nhiêu đây á, thì nó có thể thì nó có thể ủ được cho 1 tấn nguyên liệu luôn á anh chị. Mà mình thì chỉ có mấy thùng mà. Thì bây giờ mình sẽ lấy ra một ít thôi mấy anh chị ha. Như cái nấm Chico Đực Ma này cũng vậy mấy anh chị. Một bịch 1 ký này của nó thì nó có thể ủ cho từ 500 đến 1 tấn nguyên liệu ủ nha mấy anh chị. Thì mình sẽ lấy ra khoảng tầm cả hơn một nấm anh chị, để mình hòa vào cái thùng nước 20 lít này mình tưới vào nha mấy anh chị ha. Bây giờ em sẽ tiến hành em quậy cái dung dịch này để em tưới cho cái phân của mình nha mấy anh chị. Thì hai cái này mình hòa chung luôn mấy anh chị ơi. Rồi bây giờ em sẽ cho cái này vào trong nước để em quậy đều lên em tưới cho phân nha mấy anh chị. Hai nắm anh chị ha. Chế phẩm này anh chị cho em dùng một nắm nha. Rồi. Quậy đều nó lên mấy anh chị. Mình sẽ quậy đều cái này ha. Quậy đều nó lên cho nó hòa tan hết vào trong nước, xong rồi mình sẽ tưới vào mấy cái thùng phân của mình kia.
Rồi bây giờ em sẽ tưới cái dung dịch này vô phân nha mấy anh chị. Mấy anh chị tưới sao mà cho nó ướt đều là được rồi. Cái phân dụng này thì nó sẽ ướt đều nhanh thôi mấy anh chị ơi, nhưng mà cái loại cục cục kia kìa thì nó lâu thấm vô tông lắm, cho nên cái đó có khi mấy anh chị phải ngâm mấy tiếng đó mấy anh chị. Mấy anh chị trộn đều lên cho nó thấm đều vô cái phân này giùm em. Không thì mấy anh chị cứ đổ cho nó ngập đầu ngập cổ nó đi, cái là để một lát sau là nó thấm hết thôi mấy anh chị. Rồi, thằng thùng này thấm đều rồi. Bây giờ qua tới thùng này. Thùng này còn khô rang quá anh chị thấy không? Mình làm như vậy mình tưới vô luôn thì nó mới thấm hết được mấy anh chị. Lúc trước em chơi em cứ em rải, em bỏ phân bò xuống một lớp, xong rồi em lại rải một lớp nấm lên, rồi em lấy nước em xịt, không ướt đâu vô đâu hết mấy anh chị ơi. Có cái thì phân hủy, có cái thì còn y, tại vì nó đâu có ướt đều đâu, thì nó, cái nấm này nó chưa có tác dụng vào cái phân của mình thì nó làm cho cái phân của mình nó lâu. Rồi bên đây cũng ok rồi nha mấy anh chị. Rồi, còn cái này em sẽ đổ vô này. Đó mấy anh chị thấy không? Thằng này là mình phải cho nó ngập nước như vậy nè mấy anh chị, nó mới thấm được. Chứ còn không là mình mà tưới vô là không ăn thua gì với nó đâu. Cục nó dày lắm. Anh chị thấy không? Nè. Ở trong này nó khô rang cho nên là mình phải để mình ngâm khoảng tầm vài tiếng các anh chị. Mấy anh chị để ngâm giùm cho em khoảng cỡ 2 tiếng ha. Rồi lát mấy anh chị ra mấy anh chị bẻ ra mình kiểm tra thử. Nó ngấm vô trong được là ok ha. Sau đó mình sẽ chiết cái nước này ra, rồi mình để trong thùng này mình đậy kín nắp lại mình ủ nha mấy anh chị. Đó, bây giờ em sẽ trộn đều lên nè cho nó thấm cho nó ướt hết mấy cái này. Rồi thì bây giờ mình để đây cho nó ngấm nước cái loại đây mấy anh chị ơi. Còn hai cái thùng này thì nó thấm ướt đều rồi đó, tại vì nó vụn rồi mấy anh chị, cho nên bây giờ em sẽ chiết bớt cái nước ra rồi em ủ luôn ha. Cái nước này là cái nước lúc nãy mà mình đổ vào mình cho nó ướt các anh chị mà nó còn thừa. Rồi thì hai cái thùng này thì em đã xong rồi nha mấy anh chị. Bây giờ em sẽ đậy nắp lại em ủ luôn. Còn cái thùng phân lớn bên đây á thì em sẽ để khoảng cỡ 2-3 tiếng nữa cho nó thấm hết. Lúc đó thì em sẽ chiết cái nước ra, xong rồi em cũng sẽ đậy nắp lại em ủ. Cái này bây giờ em sẽ đậy nắp lại em ủ kính nha. Mấy anh chị đậy kính nắp cho em nha mấy anh chị.
nếu mà nó không kín anh chị dán kèo luôn cái nắp này lại cho em cho nó trong nó được nó ủ trong môi trường êm khí rồi anh chị, cho nên là phải ủ cho nó cứng chút. Rồi em lúc nào mua thùng mà em cũng phải để nắp lại anh chị ơi, có khi cần đó, những trường hợp này là cần em anh chị. Thì hai thùng này thì theo em thì cỡ một tháng là được mấy anh chị ạ. Hai thùng này thì cỡ một tháng là mình sẽ sử dụng được. Còn cái thùng này á, thì chắc khoảng tháng rưỡi đến 2 tháng thì nó mới phân hủy hết nha mấy anh chị. Cái cách này á, thì tuy nó hơi mất công một chút xíu mấy anh chị ơi, nó hơi lâu tại vì mình phải phân loại ra một cái loại vụn rồi cái loại mà đống bóng cục lớn lớn như thế này. Nhưng mà bù lại thì cái loại kia mình sẽ được xài trước. Còn cái này mà nếu mà mình ủ chung một lần luôn á, thì mấy anh chị làm nó đỡ mất công, nhưng mà lúc đó thì mình phải chờ cái phân lớn này cho nó phân hủy nữa mình mới xài được thì nó lâu lắm. Thì mấy anh chị có thể dùng cái rổ có cái lỗ lớn hay là bất cứ cái gì mấy anh chị sẵn được. Em ở đây em sẵn có cái vị nướng của em mà nó bị hư đây, nó bị xét ở đây nè, em lấy em sàng luôn đó. Còn mấy anh chị ủ thì mấy anh chị cũng ủ trong bất cứ cái thùng nào cũng được, thường thường thì mấy anh chị ủ trong thùng xốp cho nó tiện. Ở đây em có cả thùng xốp và cái thùng xương nước luôn nha mấy anh chị. Thì nhưng mà mấy anh chị phải cái thùng phải kín nha, không có bị lủng lỗ nha mấy anh chị. Thùng kín để cho nó ủ trong cái môi trường im khí mấy anh chị, cho nó nhanh cái phân hủy nha. Cái thùng mà lỡ nó lủng cũng được nhưng mà nó sẽ lâu phân hủy hơn so với cái thùng này đó. Cái này thì em để đây em ngâm nha. Rồi rồi vậy thì em cũng kết thúc video tại đây luôn nha mấy anh chị, video cũng khá dài rồi. Mấy anh chị nhớ đăng ký kênh và nhớ ấn vào nút chuông nha mấy anh chị để nhận những thông báo mới nhất từ kênh Rau Sạch Nhà Trồng mấy anh chị ha. Cảm ơn mấy anh chị rất nhiều đã xem video. Chào tạm biệt mấy anh chị, hẹn gặp lại mấy anh chị trong tất cả các video lần sau. Tay chân rùa thấy gớm luôn anh chị ơi. Rồi bye bye tất cả mấy anh chị.